Như vậy để tạo một dự án thì các bạn sẽ tạo cái folder trước cho thầy. Các bạn chọn new folder. Kịp không? New folder nha. Các bạn click chuột phải lên khoảng trống nè. Các bạn chọn new nè. Thì ở bên trên này nó có folder. Cái này chỉ mới là thư mục để chứa cái dự án của mình thôi. Ví dụ mình sẽ đặt là web site bán hàng, ví dụ như vậy. Mình sẽ lên website bán hàng công ty A. Công ty A nào đó. Rồi double click vô, mình mở cái thư mục này ra. Thì giống như là mình tạo một thư mục chứa bài thôi. Và lúc mà các bạn chọn new á thì các bạn sẽ chọn new test document. Tại vì máy của thầy là thầy đang mở chế độ là nhìn thấy được phần mở rộng, là các bạn vô menu view. Các bạn chọn show và ở trong này nó có file name extension, tức là phần mở rộng của file. Còn nếu máy của các bạn mà không có đó, không bật cái này lên á, thì khi các bạn chọn new ở đây, ví dụ các bạn chọn new một cái file test document, thì nó chỉ ra cái tên file là new test document thôi, chứ nó không có cái phần mở rộng. Thì mình đổi đuôi chỗ này nó không được. Vậy các bạn sẽ vô trong view. À, vô view nè. Trên cái trình duyệt, cái trình Windows Explorer nha. Trên cái trình Windows Explorer này nè, cái trình mà xem file á, mình chọn vô cái menu view. Ở phía dưới này nó có phần show và các bạn chọn bên này là file name extension. Các bạn check vào đây. Nó có cái dấu check phía trước nè. Thì cái file của mình nó sẽ hiển thị cái đuôi lên. Đó, hiển thị cái đuôi TXT lên. Lúc này mình click chuột vô để mình sửa tên file thì nó chỉ chọn cái tên thôi và mình chọn hết luôn. Chấm TXT luôn. Mình đặt ở đây là index.html, tức là nó đổi luôn cả cái đuôi luôn. Enter. Đó, thì nó sẽ hỏi rằng là mình có đổi file không. Đổi .get thì nó sẽ chuyển thành cái file HTML. Được không nào? Và ở bên đây các bạn tạo thêm cho thầy một folder nữa. Folder mình đặt là CSS. Và bên trong này cái tên các bạn đặt là gì thì tí nữa các bạn nhớ, các bạn để đúng cái tên đó để mình gọi vào. Thì ở chỗ này thầy đặt tạo một file mới, thầy đặt cho cái tên này là style.css. Style.css. Như vậy thì lúc này chúng ta đã có được cái file và chúng ta đổi đuôi z. Như vậy nó đã có là style.css. Vậy thì mình trong cái folder mà website bán hàng công ty A, mình có file index, có một thư mục CSS. Bên trong thư mục CSS thì mình có một cái file là style.css. Đó, nội dung của mình để tạo dự án là như vậy.